Từ từ, bàn nó hơi lệch qua bên này. Bàn hơi lệch tí rồi, chỉnh tí xíu. Rồi, qua bên cậu Lộc một tí. Bàn hơi lệch. Rồi, Lộc đứng qua bên cậu. Vào cháu xăm xíu. Qua bên cậu, qua bên cậu. Rồi, tập trung đi. Rồi, ai đại diện người lại bộ ngoài hay sao?